Chào các bạn đã đến với kênh Món Ngon Hồ Gươm. Hôm nay mời các bạn vào bếp cùng với tôi để làm món bánh mì que, một món ăn nổi tiếng của Hải Phòng. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có bột làm bánh mì 250g, nước 170ml, 4g men nở. Đây là men khô nhé. Các bạn mua ở chỗ hiệu làm bánh hoặc là chợ Mỹ. 2g đường, 4g muối và một chút dầu ăn. Nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ bước đầu tiên chúng ta cần phải nhào bột. 250g bột mì. Men nở. Muối. Đường. Các bạn trộn đều. Tiếp đến các bạn đổ nước. Đổ nước các bạn đổ từ từ nhé. Vừa đổ vừa quậy lên nhé. Các bạn không nên đổ ào vào một lúc. Nhồi bột 10 phút nhé. Lúc giai đoạn đầu các bạn nhồi bột thì nó có hơi dính tay một chút, các bạn đừng có lo nhé. Cứ càng nhào thì bột nó càng mịn và nó không dính tay nữa. Để trong chậu khó nhào các bạn để ra mặt bàn nhé. Các bạn phải lau sạch sẽ. Các bạn cố gắng khi nhào này lấy cái cùi tay chỗ này nhé, cái cùi tay này ấn xuống, góc vào này, đẩy ra này. Cố gắng càng mạnh và nhanh càng tốt. Sau khi bột tôi đã nhào được 10 phút này. Đó, nó đã mịn và rất là dẻo. Lúc đầu các bạn nhào thì nó hơi bị dính tay thì các bạn đừng có cho thêm bột nhé. Cứ tiếp tục nhào nó sẽ mịn và như thế này. Và chúng ta sẽ cho vào cái chậu. Các bạn cần một chút dầu ăn thì quét thật mỏng các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy bột rất là mịn rồi và dẻo hơn rồi đấy, nó chưa mịn hẳn đâu nhưng mà đá nó mịn hơn lúc đầu rất là nhiều. Rồi các bạn để vào chậu nhé. Rồi chúng ta bước thứ hai là ủ. Rồi khi ủ cái này các bạn cần dùng một chiếc khăn sạch cho vào lò microwave hít 30 giây. Lần thứ nhất ủ 1 tiếng các bạn nhé. Bột đã ủ được 1 tiếng. Đây các bạn thấy nó đã nở rất to rồi này. Bây giờ các bạn lần này không cần phải nhào bột nữa mà các bạn túm vào như này. Túm bột vào. Cúng bột vào để cho cái bọt khí, những cái bọt khí to nó vỡ hết ra. Đó. Khi túm lại nó đã xẹp hết cái bọt khí ra rồi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Các bạn túm vào thế này. Ra bột nở rất to mà rất là mịn rồi. Mà các bạn không cần phải nhào bột nữa mà chỉ túm vào thế này thôi. Sau khi các bạn túm bột, các bạn lại làm nóng khăn lên 30 giây trong lò vi sóng nhé. Rồi chúng ta ủ lần thứ hai 30 phút. Bột ủ lần thứ hai nửa tiếng các bạn này.
Chỗ bột này tôi chia là 10 phần các bạn nhé. Nếu các bạn muốn to hơn cũng được. Trước khi tạo dáng cho bánh thì các bạn đập xuống này cho nó tan hết cái bọt khí đi. Các bạn cần xoa một chút, các bạn mà cho bột áo để phủ lên cái mặt bàn này khi ra bánh nó không đẹp, nó bị mốc. Những cái bánh que này thì các bạn nên cho dài từ 20 đến 25 phân là đẹp nhất. Sau khi tạo hình bánh, các bạn ủ thêm 30 phút. Bột sau khi cắt và tạo dáng ủ 30 phút thì tôi mở ra xem nhé các bạn. Ô, nó đẹp quá. Bây giờ chúng ta cần phun nước nhé. Bây giờ chúng ta giặt 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 nhé. Các bạn không để thẳng như này mà các bạn nghiêng này. Sau khi các bạn tạo dáng và rạch rãnh bánh mì rồi, các bạn phải bật bếp nhé. Bật bếp trước 10 phút, lửa trên lửa dưới các bạn nhé. Sau khi đã phun nước và rạch bánh mì như này thì các bạn phải cho ngay vào nướng. Sau khi cho bánh vào lò, các bạn nhớ phun nước để tạo độ ẩm cho bánh mì nó nở tốt. Các bạn để lò 450 độ F, tức là khoảng 220 độ C, lửa trên lửa dưới. Và nướng cái này khoảng 20 phút các bạn nhé. Tùy theo cái công suất lò của các bạn, nếu các bạn lò lớn và cái thời gian nướng sẽ nhanh hơn. Vì vậy khi các bạn nướng cái này, các bạn lưu ý là phải kiểm tra khi các bạn thấy bánh đã nở đều và màu đẹp rồi thì các bạn bỏ ra thôi. Bánh vừa ra lò rất là đẹp. Bây giờ tôi làm nước sốt để ăn kèm với bánh mì que này các bạn nhé. Món bánh mì que này là cái món đặc sản của Hải Phòng. Họ ăn cũng rất là đặc trưng, không có các loại rau ghém hay là đồ chua ăn kèm theo, mà chỉ có pate và nước sốt cay thôi. Ba thìa cà phê tương ớt, nửa thìa cà phê sa tế, ớt sa tế các bạn nhé. Các bạn cho nửa thìa cà phê nước tương nhé. Ra nước tương đây các bạn này. Đây là rau mùi các bạn. Các bạn thấy thật nhỏ. Rất là giòn, bánh rất xốp và rất ngon các bạn. Còn trong ruột rất là trắng. Các bạn nhìn giống ruột đẹp không ạ? Rất là ngon. Cái bánh này nó nhỏ, các bạn cắt khéo. Đó, chúng ta dưới chút sốt cay lên. Mời các bạn thưởng thức nhé. Giòn và ngon quá các bạn. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành.
Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.